Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việc ông Nguyễn Bắc Truyển được trả tự do được nhiều tổ chức hoan nghênh. Ngày 11 tháng 9, VOA tiếng Việt có bài các tổ chức quốc tế hoan nghênh việc Việt Nam phóng thích ông Nguyễn Bắc Truyển. Theo đó, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cho biết rằng họ hoan nghênh việc tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển được ra tù và sống lưu vong ở Đức, đồng thời kêu gọi Hà Nội tiếp tục trả tự do cho các tù nhân khác. Hai ngày trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt chân đến Hà Nội, chính quyền Việt Nam đã phóng thích ông Nguyễn Bắc Truyển hôm 8 tháng 9, người bị chính quyền Việt Nam tuyên án 11 năm tù. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn lời ông Nguyễn Bắc Truyển cho biết rằng vợ chồng ông liên tục có các cuộc họp với đại diện của chính phủ Đức ngay khi vừa đặt chân đến đất nước này. Theo VOA, báo TAZ của Đức dẫn lời Bộ Ngoại giao Đức hoan nghênh việc trả tự do cho nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển. Bộ này nói thêm, đây là một động thái nhân đạo quan trọng của chính phủ Hà Nội. VOA cũng dẫn lời ông Vũ Quốc Dũng, giám đốc điều hành của tổ chức nhân quyền Vito, tổ chức hỗ trợ cho gia đình ông Truyển khi đến Đức, chia sẻ. Chúng tôi rất mừng khi nhận được sự ủy nhiệm của chính phủ Đức để đón tiếp và giúp đỡ cho anh Truyển hội nhập. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài thì nêu nhận định, theo thông lệ xưa nay, mỗi khi có chuyến thăm cấp cao của phía Hoa Kỳ tới Việt Nam hoặc chuyến thăm cấp cao từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, phía nhà nước Việt Nam bao giờ cũng thả từ một đến vài tù nhân chính trị và cho đi tị nạn chính trị ở nước ngoài. Đến giờ phút này, ông Nguyễn Bắc Truyển là người đầu tiên được phía Việt Nam trả tự do để đi tị nạn chính trị ở nước ngoài. Tôi ghi nhận đây là một chút cải thiện về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam sau nhiều năm họ đàn áp khốc liệt. Ở khía cạnh khác, VOA cho hay động thái phóng thích ông Truyển ngay trước chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nhà Trắng đến Việt Nam được tổ chức theo dõi nhân quyền SRW đánh giá là chiến thuật cực kỳ cay độc của Hà Nội. Việc trả tự do và buộc sống lưu vong ông Nguyễn Bắc Truyển là điển hình của chiến thuật cực kỳ cay độc mà chính phủ Việt Nam sử dụng để làm chệch hướng áp lực khi được kêu gọi làm điều gì đó về nhân quyền trước chuyến thăm Hà Nội của một nhà lãnh đạo toàn cầu. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của SRW, viết cho VOA qua email hôm 10 tháng 9. Hình ảnh vợ chồng tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển ngày đầu đến Đức. Việt Nam sẽ không được ghi nhận gì về việc trả tự do cho ông ấy, vì lẽ ra ngay từ đầu ông ấy không phải bị bắt và bị bỏ tù. Nếu việc tù nhân chính trị này là sự nhượng bộ duy nhất mà Tổng thống Biden và Nhà Trắng có được liên quan đến vấn đề nhân quyền, thì rõ ràng chuyến thăm Hà Nội của ông Biden là một thất bại nặng nề. Ông Robertson nhận định, sự thật là chỉ riêng chuyến thăm của Tổng thống Biden thôi đủ củng cố chế độ độc tài độc đảng của Việt Nam bằng cách ném những lo ngại về nhân quyền xuống dưới chương trình nghị sự chống Trung Quốc. Vẫn theo VOA, tại cuộc họp báo ở Hà Nội tối ngày 10 tháng 9, ông Biden nói rằng chuyến thăm Việt Nam của ông không nhằm kiềm tỏa Trung Quốc. Chuyến đi này có mục đích gì? Nó không liên quan đến việc kiềm chế Trung Quốc. Tôi không muốn kiềm chế Trung Quốc, ông Biden nói. Khi được phóng viên hỏi liệu ông có đặt lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ lên trên nhân quyền ở Việt Nam hay không, ông Biden đáp, về vấn đề nhân quyền, tôi đã nêu vấn đề đó với mọi người mà tôi đã gặp, VOA cho hay. Tuyên bố của Nhà Trắng hôm 10 tháng 9 khẳng định nhân quyền là yếu tố tối quan trọng trong quan hệ song phương Mỹ-Việt, viết rằng Tổng thống Biden nhấn mạnh tính phổ quát của nhân quyền và tầm quan trọng của sự hợp tác song phương nhằm thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, lập hội, hội họp ôn hòa, tôn giáo hay tín ngưỡng trong và ngoài nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin việc ông Nguyễn Bắc Truyển được trả tự do được nhiều tổ chức hoan nghênh. Nhiều nhà hoạt động bị an ninh giám sát trong dịp Tổng thống Biden đến Hà Nội. Theo AFP ngày 11 tháng 9 đưa tin, nhiều nhà hoạt động bị an ninh giám sát trong dịp Tổng thống Biden đến Hà Nội. Hình ảnh AFP đưa tin. Tình trạng bị an ninh theo dõi và giám sát cũng xảy ra với nhiều nhà hoạt động và thân nhân của các tù nhân lương tâm ở nhiều địa phương, đặc biệt là ở Hà Nội, trong thời gian Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm Việt Nam. Ông Biden đến Hà Nội từ chiều ngày 10 tháng 9 và sau khi hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện. Trước và trong khi ông Biden và đoàn tùy tùng tới, nhiều nhà hoạt động cho biết các viên an ninh mặc thường phục đến canh gần nhà và đi theo sát họ nếu họ đi ra ngoài. Bà Phạm Thị Lân, vợ của tù nhân lương tâm Nguyễn Tường Thụy, hiện đang bị cầm tù vì chỉ trích chế độ, nói với AFP ngày 11 tháng 9 rằng từ sáng hôm qua là đã có người ngồi canh ở cửa nhà mà tôi biết đấy là công an. Buổi chiều hôm qua là tôi đi về nhà cũ cách đấy khoảng hơn chục cây thì trời mưa to gió lớn nhưng mà công an vẫn đi theo. Sáng nay thì tôi cũng lại đi có việc
thì công an vẫn đi theo tôi suốt. Tôi đi đến đâu, họ theo đến đó. Khi tôi mắng họ, thì họ nói, việc gì của cô thì cô cứ làm, còn việc của bọn cháu thì bọn cháu cũng cứ làm. Ông Lê Anh Hùng, người mới mãn hạn tù 5 năm về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ, vì viết bài tố cáo nhiều quan chức của chế độ cho AFA biết, ông cũng bị giám sát chặt chẽ trong 2 ngày qua. 2 ngày vừa qua trong chuyến thăm Việt Nam của ông Tổng thống Mỹ Joe Biden, thì bản thân tôi cũng như nhiều người đấu tranh khác ở Hà Nội đều bị theo dõi và giám sát khi đi ra ngoài. Ngày hôm qua, khi đi ra ngoài tôi phát hiện có mấy nhân viên an ninh bám theo, chính vì thế mà tôi quyết định quay lại nhà, vì biết rằng nếu đi thì có thể gặp rắc rối. Cựu giáo chức Trần Thị Thảo ở phường Bách Khoa, người thường xuyên chỉ trích chế độ trên mạng xã hội, cho AFA biết qua tin nhắn. Hai hôm nay không thấy công an phường và dân phòng canh ở cầu thang như mọi khi, nhưng có một vài an ninh mặc thường phục có đi lại lảng vảng. Thỉnh thoảng lại có số lạ gọi điện thoại hỏi xem bà Thảo có ở nhà không. Khi tôi cầm máy nghe, họ hỏi tôi có ở nhà không rồi cướp máy rất nhanh. Hình ảnh cô Nguyễn Thanh Mai bị một số người lạ mặt theo dõi vào trưa ngày 11 tháng 9 năm 2023. Cô Nguyễn Thanh Mai, con gái của tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Tâm, cho biết cô bị nhân viên an ninh bám theo suốt 2 ngày qua. Phóng viên có gọi điện đến công an thành phố Hà Nội để kiểm chứng thông tin nhận được, tuy nhiên không có ai nghe máy. Trong 2 ngày ở Việt Nam, ông Biden và đoàn tùy tùng chỉ ở Hà Nội để gặp gỡ với các ban lãnh đạo của Việt Nam. Lịch trình của Tòa Bạch Ốc công bố về chuyến đi cho thấy ông Biden không có kế hoạch gặp gỡ đối với giới hoạt động hay đại diện của xã hội dân sự. Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt động ở địa phương khác cũng không tránh khỏi việc bị giám sát chặt chẽ. Tuy đã tuyên bố không rời khỏi địa phương hoặc có hành động gì đặc biệt, nhưng cựu tù nhân lương tâm Đặng Thị Huệ, tức Huệ Như, vẫn bị an ninh tỉnh Thái Bình chiếu cố, cho dù theo hình thức tế nhị hơn. Bà nói với AFA ngày 11 tháng 9, họ dùng những biện pháp khôn khéo hơn ở những địa phương khác bằng hình thức sử dụng người thân quen để tác động đến tình cảm và lôi kéo để Huệ Như không đi ra khỏi địa phương. Không chỉ mong muốn bà ở nhà, an ninh Thái Bình còn muốn bà không thể hiện chính kiến trên mạng xã hội về sự kiện ông Biden thăm Việt Nam. Mục tiêu của họ chỉ mong muốn rằng tôi không bày tỏ quan điểm ở trên cộng đồng mạng. Nói rằng việc này là của đảng và nhà nước lo thì chúng ta không cần bày tỏ quan điểm. Cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết tuy nhân viên an ninh không lộ mặt khi giám sát, nhưng bà biết họ đang lẩn vẩn quanh đó và sẽ xuất hiện khi bà đi ra ngoài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin nhiều nhà hoạt động bị an ninh giám sát trong dịp Tổng thống Biden đến Hà Nội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.